crypto đang phát triển với tốc độ chóng mặt, số lượng blockchain được sinh ra ngày càng nhiều, đặc biệt là các layer 1. Tuy nhiên, để các layer 1 sinh sau đẻ muộn có thể chiếm lấy được thị phần và xây dựng chỗ đứng cho blockchain của mình, bắt buộc phải có một ý tưởng khác biệt so với đối thủ khác. Nổi lên trong số các layer 1 mới nhất, dự án Initia gây tiếng vang sau khi được Binance Labs đầu tư ngay từ phòng pre-seed. Vậy Initia có ý tưởng gì đặc biệt? Mô hình của layer 1 này có ưu và nhược điểm ra sao? Vì sao Binance Labs lại góp vốn dự án này? Hãy xem hết video này để biết thông tin chi tiết nhé. Đầu tiên, Initia là layer 1 được xây dựng trên Cosmos sử dụng ngôn ngữ lập trình Move tích hợp với MoveVM. Đây là dự án Move layer 1 đầu tiên có tương thích với IBC. Initia cung cấp bộ công cụ xây dựng Optimistic Prologue, cho phép các nhà phát triển dễ dàng build các layer 2 dành riêng cho ứng dụng của riêng mình mà không cần phải có nhiều kiến thức hay kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng phức tạp. Mục tiêu chính của Initia là cung cấp một trải nghiệm liền mạch và nhất quán cho cả nhà phát triển và người dùng cuối thông qua kết hợp có tính liên kết. Trong kiến trúc của Initia gồm layer 1 và layer 2 trong các lớp giao tiếp. Tiếp theo là ưu điểm của Initia. Đối với các nhà phát triển thì dễ dàng triển khai layer 2, Initia cung cấp bộ khung OPinit Stack giúp các đội ngũ developer có thể triển khai layer 2 của họ mà không cần kiến thức sâu về kỹ thuật và công nghệ. Môi trường máy ảo linh hoạt, Initia hỗ trợ nhiều môi trường máy ảo khác nhau, bao gồm MoveVM, EVM và WarmVM, mang lại sự linh hoạt cho nhà phát triển trong việc chọn môi trường phù hợp nhất với dự án của họ. Độ bảo mật cao, các Minitia sẽ dùng share sequencer cùng share DA layer giúp bảo mật và tính phi tập trung được tăng cường. Tính module, Initia được xây dựng theo thiết kế của một module blockchain giúp cho nó sở hữu khả năng mở rộng lớn. Với kiến trúc này, các nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai các dự án theo từng trường hợp cụ thể. Đối với người dùng, Initia cung cấp một trải nghiệm liền mạch nhất. Để thực hiện được điều này, dự án đã và đang xây dựng rất nhiều tính năng giúp việc sử dụng và trải nghiệm các product Initia luôn diễn ra dễ dàng và nhanh chóng. Tiếp đến là một số sản phẩm của Initia. OPinit Stack là một khung xây dựng optimistic prologue cho phép các nhóm xây dựng Initia L2 theo bất kỳ VM nào mà họ muốn, đa dạng gồm EVM, MoveVM hoặc WarmVM. MiniSwap, đây là sàn native DEX trên Initia, một tính năng có sẵn trên toàn bộ các Minitia. MiniSwap sẽ giúp cho việc trao đổi và dịch chuyển tài sản giữa các layer 2 trong Initia hay từ layer 2 lên layer 1 diễn ra nhanh chóng hơn, trong khi vẫn đảm bảo bảo mật. Multi-chain bridging được kết tích hợp mượt mà với Cosmos SDK. Initia cho phép mọi Minitia gửi và nhận thông điệp IBC trực tiếp trong các hợp đồng thông minh Move, Warm và Solidary. Just-in-time gas, đây là tính năng cho phép các Minitia có thể lựa chọn sử dụng một hoặc nhiều token bất kỳ nào. Dùng có thể trả phí giao dịch trên group của mình. Initia Scan, sản phẩm của người dùng theo dõi số block, lịch sử transaction trên mọi Minitia. Tiếp đến là một số use case nổi bật của Initia. Decentralized Finance, tương tự như hầu hết các blockchain, Initia được định vị là layer 1 có khả năng hỗ trợ nhiều giao thức và ứng dụng DeFi bao gồm Wallet, Lending, DEX, LST, Restaking, NFT Gaming. Nhờ khả năng mở rộng lớn, bảo mật và tương thích cao nên Initia là một môi trường lý tưởng để các dự án Web3 Gaming, NFT Marketplace được xây dựng. Payment, layer 2 Prologue thường được người dùng biết đến là nơi họ có thể giao dịch với mức phí rất rẻ, đặc biệt là khi các Prologue được triển khai trên Initia có khả năng cung cấp các free rẻ hơn, phù hợp với cả người dùng nhỏ và lớn. Social media, Initia có tiềm năng để phát triển các nền tảng mạng xã hội Web3 mới và sáng tạo nhờ thiết kế phi tập trung, khả năng tương tác mở rộng cao và đặc biệt là độ bảo mật luôn được tập trung. Black Swan, là nền tảng cho phép giao dịch đổi bày miễn phí thanh lý đối với các tài sản ít biến động thông qua cấu trúc mới gọi là Limitless Pool. Black King cho phép người dùng giao dịch liền mạch từ bất kỳ chuỗi nào mà không bị ảnh hưởng đến tính phân cấp. Launchpad là một ứng dụng thanh toán trên Initia cho phép người dùng đăng nhập bằng social login và ký transaction sinh trắc học bằng Fair ID. Đội ngũ của Initia đều từng tham gia nghiên cứu, phát triển và xây dựng cho nhiều dự án có TVL tỷ đô trên hệ sinh thái Cosmos và Ethereum và có rất nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, Initia gọi vốn thành công từ Binance Labs với số tiền không được tiết lộ. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2024, Initia tiếp tục gọi vốn thành công 7,5 triệu đô. Số tiền huy động được sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở tầng của Initia, mở rộng các công cụ, sản phẩm và tạo các dự án lớp ứng dụng quan trọng để mở rộng hệ sinh thái Initia. việc dự án thu hút được nhiều quỹ đầu tư hàng đầu crypto tham gia ủng hộ sớm ngay từ đầu, chứng tỏ được độ uy tín cũng như là tiềm lực của Initia trong tương lai. Thì đó cũng là tất cả thông tin chi tiết về dự án Initia. Nếu như các bạn xem video này của mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn tiếp theo. Chúc các bạn thành công!